Hôm trước là mình học các lệnh về uốn cong đường thẳng các đối tượng như là chữ rồi đường cong đúng không? Thì anh em phải chú ý là nhớ là ta phải đặt cái này, cái vùng trắng này là vùng in ra được này. Vẽ gì bên ngoài nó cũng in ra được, nó nằm ở bên ngoài nhớ chưa? Đấy, như tờ giấy cũng vậy thôi. Vẽ đường cong có gì đâu, đây cầm cái bút này. Uốn phát này sang cái thứ hai này, uốn lên này, thế thôi, uốn ngon rồi thì giữ phím an trên bàn phím, nhấp vào đây rồi xong lại uốn, uốn đến chỗ nào mình nhấp vào điểm nào thì mình chọn điểm nào mình chọn. Đấy, mình chọn đây được, chọn đâu được, tùy theo cái cong của mình. Đấy, thế thôi đấy nhá. Đấy, giữ cái này xong ấn thì nó mất đấy. Vậy đường cong nó dễ thế, có gì khó đâu đúng không? Rồi đấy, bây giờ ta tập làm cái bìa nhá. Đấy, tập làm bìa cho nó nhanh. Bài tập làm bìa thì bây giờ ta mở tạm cái mới, chẳng hạn bây giờ mình làm bìa kích thước là 14,5 nhân 19 nhá. Đấy là bìa của sách phổ thông bình thường 14,5 nhân 19. Thì ở đây chúng ta đánh vào đây. Nào, bây giờ chúng ta đánh vào nhá. Chiều cao của chúng ta là cho là 14,5. Nếu mà mm thì là 100 gì? 45. Đấy, ở đây là 195. 14,5 nhân 19 thì 190. Đấy, bây giờ ta sẽ chọn cái khổ sách như vậy. Đúng không? Rồi. Đó. Thế nhưng mà trong thiết kế thì đây là mình tạo khung như vậy. Thế mình cũng có thể là cho nó gồm có cả bìa trước, bìa sau, vân vân. Thì chúng ta lại cũng có thể là mở rộng đấy, tức là khai báo thì thế, nhưng mà đến lúc làm thực tế thì chúng ta cứ mở rộng thoải mái ra, mở rộng thoải mái ra để làm bìa trước bìa sau luôn. Đó. Thế bây giờ ta mới tạo khung cho nó, cứ mở rộng ra cái khung này, quan trọng cái khung ta đặt này nhá. Khung ta đặt thì ta bỏ cái phần tô bên trong đi. À, ta chỉ lấy phần stroke thôi. Đây, nhấp vào cái hộp màu bên hộp màu tô bên trong ta bỏ nó đi. Thì đây có gạch chéo ta nhấp vào đây. Đấy, thì ta còn cái phần bên trong. Lúc này ta sẽ vẽ một cái hộp. Đấy, thì ấn vào transform để ta đánh nó vào là 14,5. Đây, lúc này ta đánh cái khung này, khung của cái bìa này. Còn lúc nãy là khai báo rồi, để nếu nó giống ở trong InDesign người ta khai báo thế thì chính xác, nhưng mà ta vẫn chưa có chàn xén vân vân thì nó chưa, nó không được hay. Thì ta làm theo cách là ta cứ mở rộng cái artboard, mở rộng cái phần trắng ra, ta đánh khung là chính, ta cho là 145 nhân với 190. Đấy, đây thì cái khung của ta ra đây. Thế bây giờ cái gáy của ta là bao nhiêu thì lúc này mình phải căn cứ vào kỹ thuật người ta báo lên là đặt gáy khoảng cách bao nhiêu, ta sẽ chốt vào đây nhá. Thầy đang ghi đúng không? Ta phải chú ý như thế. Thế sau đó ta nhân làm đôi này, chọn cái hình này và kéo nó sang bên cạnh, ta ấn phím an trên bàn phím đúng không, gọi thế cho nó nhanh. Thì ta được nhân được hai cái, là hai cái trước và cái sau. Thế bây giờ cái gáy, chẳng hạn gáy của chúng ta là gáy mấy mấy phân nhỉ? Cái 0,4 cm đi. Thì bây giờ mình cho cái gáy 0,4 nhá. 0,4 thì ta làm như sau. Chọn hình chữ nhật ta đánh vào đây. Đó, để bên cạnh này. Ấn transform ta đánh là 0,4. Tức là cái width của chúng ta là chiều rộng đấy. Nhớ là nhập trong transform nhá. Ta sẽ đánh là 40 mm. Đấy, tức là 4
Thế là 0,4 là 4. Đúng rồi. Như này ta đánh là 0,4 cm cũng được. Đánh trực tiếp thì nhập là chữ CM nhé. Thì nó sẽ ra CM. Thế nhưng mà ví dụ cái này nó hơi nhỏ, ta cho nó to lên một chút. 1 cm nhỉ. Để cho 10 đi. 10 cm. À 10 mm quên. 10 mm. Đấy. Rồi. Ta đặt nó vào đây. Đó, bây giờ ta mới chọn vào cái nút mà gần bàn tay, ta mở rộng cái AirPods này ra, cái phần trắng này ra nhé, ta mở rộng và lên trên nữa để ta nhìn cho nó dễ. Tức là ta không cần phải khai báo khuôn đấy đâu, ta cứ khai báo hình hộp chữ nhật để chúng ta đặt vào thành cái bìa. Đó. Rồi ta phóng to lên, phóng to lên thì ta sẽ dịch một cái chữ nhật sang bên cạnh. Đó. Rồi, ta phóng to để cho nó khớp vào nhau nhé. Đây, ta điều chỉnh cho cái chớp này nằm lên đây. Chớp này nằm lên. Rồi bây giờ ta cho thu nhỏ lại. Bây giờ tất cả cho cái hình. Ta cho cái chọn view, ta chọn smart guide nhá. Nhớ nó phải chọn smart guide để nó bắt dính vào. Rồi bây giờ ta cho tất cả các hình này có chớp là nhỏ đi. Chớp quét là nhỏ nhất. Đấy, để nó chính xác. Vì nó to quá thì cái đường kia nó mở ra nó rộng. Đây. Rồi bây giờ ta để nó sát vào nhau. Nhau cho chính xác nhé. Rồi, bây giờ ta áp dụng là ba cái đối tượng này phải bằng nhau về đỉnh đúng không? Rồi ta chọn tất này. Đó. Xong đến chọn align. Ta chọn top để cho nó bằng nhau. Rồi. Còn cái hình ở giữa thì có thể là kéo ra cho nó vào khít xuống dưới. Đây là phần cho cái gáy. Đó. Đầu tiên ta làm cái bìa như vậy. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ trang trí cho bìa thôi. Đấy, bìa chúng ta như này. Bây giờ tất cả chỗ này ta khóa nó lại nhá, khóa để cho nó không bị xê dịch. Để khóa thì chúng ta ấn Ctrl và phím số 2. Phím tắt. Thế là nó cố định vào đấy để lúc ta làm không bị di chuyển. Phím số 2. Bất kỳ đối tượng nào nó đang ở trên bảng ta khóa thì Ctrl phím số 2. Mở khóa ra thì chúng ta lại Ctrl Alt phím cộng phím 2. Lock mà. Thấy chưa? Có nước rơi chưa nhờ em nhỉ? Cho thầy chị em. Đúng đặt. Rồi. Thế bây giờ xong rồi, bây giờ ta bắt đầu thiết kế bìa nhá. Đây là ta làm cái khung như vậy. Lát nữa ta sẽ đặt ốc xén sau. Ốc màu sau đúng không? Rồi bây giờ ta chọn là ta làm một cái ảnh ta place vào. Ảnh gì cũng được, ví dụ như là ta chọn cái ảnh này ta làm đi. Rồi đấy, ảnh này ta làm cái bìa là cái coi tượng trưng như vậy, ta làm bìa kem chẳng hạn. Đó, cái bìa như này nhé. Rồi cái màu phần trong phần hình phía dưới ta phải làm giống phía trên. Chẳng hạn ta làm một cái bìa đơn giản như này. Nó có nhiều kiểu. Đó. Rồi bây giờ cái hình này, hình chữ nhật này ta cho nó màu sắc là màu gì nhỉ? Rồi ta chấm bút thử này vào, ta chọn màu xanh là màu nhiều nhất trong bức tranh. Sau đó ta tô. Đó, sau đó ta tô. Chọn vào nhé, ta thử. Input của thầy là không được. Thầy đâu? Chọn phim lên nhé. Rồi, chọn. Chọn màu xanh nhất chúng ta. Màu xanh này. Hoặc là màu thế.
Rồi bây giờ ta làm cái bìa như sau. Thầy không muốn cái tranh này nó nằm ở trên, thầy muốn nó ở giữa chẳng hạn. Ở giữa chẳng hạn, thế thì lúc này thầy sẽ cho nó, thầy tràn cái bìa này lên. À, tràn lên 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 đây. Ok. Rồi bây giờ cho cái này nó cắt vào khung giữa nhé. Chẳng hạn muốn ở giữa, chọn một hình nhỏ. Cắt vào đây. Sau đó cho cái này chui vào trong này, được chưa? Cho cái này chui trong này. Thế cái hình nhỏ vừa xong của chúng ta là ta, nếu ta không nhìn thấy thì ta chọn outline thì ta nhìn thấy nó đây. Đấy. Còn trở về nhìn bình thường ta chọn đây nhá. Đấy, chọn view này, chọn outline này thì nhìn thấy nó khung đây vì nó bị lấp đi mà. Đấy. Thế còn bình thường ta chọn đây. Thế bây giờ cái khung này bây giờ muốn nó nhìn thấy rõ ta lại cho cái nút này ta chọn màu đen chẳng hạn. Đấy thì nó ta nhìn rõ luôn, ta chọn view, chọn preview lại đấy. Thì cái hình khung này nó nằm đây. Rồi cho cái hình này xuống cuối cùng, cần chôn móc vuông xuống đó. Rồi đến là cái hình con ở trong. Bây giờ ta đưa cái hình này vào đây đó. Ta thấy cái hình này đây, hình chữ nhật này của chúng ta nằm phía trên, nhớ nằm phía trên trước cái ảnh nhé. Rồi bây giờ ta sẽ chọn như sau, chọn hình chữ nhật và chọn hình cái kem. Đó. Ta chọn object, ta chọn clip mask hôm trước ta học rồi. Đó. Thế là cái kem nó cắt ở trong. Đúng không? Rồi bây giờ ta trình bày chữ này. Một cái bìa đơn giản nhé. Bây giờ mình gọi là sách hướng dẫn nguyên liệu kem chẳng hạn, mình ghi là sách hướng dẫn làm kem hay là cẩm nang làm kem chẳng hạn. Đấy, mình ví dụ như thế. Rồi ta mới ra ngoài ta chọn lại phông chữ, ta chạy này lên tiếng Việt đúng không? Rồi bây giờ ta chọn xem là chạy phông gì chẳng hạn. Đấy thì chúng ta có thể rất nhiều thứ, ta chọn Unicode này. Rồi ok, cái phông thông thường. Rồi bây giờ ta chọn phông chữ của chúng ta là nhấp vào đây. Ta chọn UTM đi cho nó đẹp. Đúng không? UTM phía dưới. Rồi bây giờ ta chọn một cái loại làm kem đây nhé. Rồi ta ghi này. Cẩm nang đó, ví dụ như thế. Rồi bây giờ ta mới điều chỉnh cái này, được cái là ta có thể co giãn nó rất là thoải mái đó. Rồi bây giờ ta sẽ trên cái erase của cái đồng chí này có thể thử màu được, nhưng cái erase này nó là bản không được ngon lắm, nhưng mà chưa có thời gian làm lại. Ta sẽ chọn một cái màu đỏ nằm trong kem đây hoặc màu trắng để làm chữ, chứ ta không được lấy cái màu này mà ở khác với ở phần trong bức tranh. Ta sẽ chọn màu của cái này nhé, bình thường ta nhấp ở đây rồi, nhưng mà vì ở đây nó ta thử xem có phần tham chiếu để chọn được không, bút thử này. Thôi được rồi, ta sẽ chọn một cái màu trùng với màu là màu tím, nó nằm ở trong cái phần đây. Hoặc là ta chọn màu đỏ là màu của cái quả gì, quả dâu tây đó nhá. Cẩm nang làm kem, thế thì sách này nó mang tính chất là quảng cáo sản phẩm cho nên là cũng không cần phải sách không chân, chữ không chân và thứ. Rồi bây giờ ta chọn lại một cái này này, chọn cùng với cái hình chữ nhật đấy, để đưa nó vào giữa. Lát nữa ta làm sao, ta sẽ ghi xuống phía dưới là thế này. Đó, ví dụ chỗ này ta ghi là nhà xuất bản và nghệ thuật chẳng hạn. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ thay chữ sau nhé, ta cứ cho vào đây đã.
Rồi, Hà Nội năm bao nhiêu này? Rồi, ta copy thêm một dòng nữa xuống dưới. Giữ phía mang xuống. Đấy, đơn giản toàn những cái bài học rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ đi là Hà Nội. Xong tí ta đổi font chữ sau. Hà Nội 2019 chẳng hạn. Đúng không? Rồi, ta để sang phía này. Rồi bây giờ ta sẽ chuyển, ta chọn phong chữ lịch sự hơn một chút. Đó. Cho lên Hà Nội thì cho vào chữ đứng chân. Ví dụ ta chọn đây là UTM nhé, thì nó trùng với Unicode đấy. Chọn xuống. Ví dụ mình chọn UTM. Xuất bản. Bây giờ ta mới căn ở giữa này. Cái này phải thẳng hàng với cái này, đúng không? Có nhiều cách. Cách thứ nhất là chúng ta chọn cái này và cái này. Ta chọn align là phía đây, cùng trên một trục nhau, hai thằng thẳng tâm nhau, biểu tượng của nó như thế, đúng chưa? Tức là chúng ta phải nhìn cái hình để chúng ta biết là đây người ta biểu tượng là có hai cái hình và thẳng tâm nhau. Đây hai cái hình thì thẳng cạnh bên trái. Ta chọn cái này. Đó, thẳng tâm nhau rồi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục này. Nhà xuất bản nghệ thuật thì bây giờ thay vì thẳng tâm thì chúng ta chọn Ctrl R nó ra cái thước. Chúng ta kéo một cái đường này. Đấy, ta để vào đây, đúng không? Thì ta lấy cái hình nhà xuất bản này thì cần đặt nó vào mép trái đây thôi. Thế nào nó thẳng, đúng không? Đấy, ta kéo xuống. Hà Nội này cho nó nhỏ xuống một chút, đúng không? Ví dụ như thế, đặt đậu được, đặt đợi được, tùy, đặt đợi được bên bên này, nhá. Xong cái hình này này, ta kéo ra một ngoài một chút cho nó sát vào mép, tí cắt đi được. Rồi, bây giờ đến bìa bên tay trái thì chúng ta phải cùng màu với cái bìa màu bên đây. Đấy, hoặc có tranh thì chúng ta bỏ bổ sung, đấy là do yêu cầu khách hàng. Còn không có thì thôi, ta coi như là một cái bìa trống. Bên này ghi giá bao nhiêu vân vân thì chúng ta chọn như thế. Bây giờ ta chọn cái hình này. Ta sẽ kéo sang đây, ta nhấp làm đôi. Đúng không? Rồi. Còn cái bìa giữa ta cho một cái màu khác. Ta cho trong này. Bây giờ chúng ta sẽ ghi là giá bao nhiêu tiền cuốn sách này. Chỗ này còn chúng ta còn phải ghi là tác giả nữa, đúng không? Tác giả chúng ta ghi phía bên trên cũng được. Đấy nhá, cho xuống này, xuống đây một dưới. Ví dụ tác giả là ai chẳng hạn, rồi cho nhỏ. Đó. Ví dụ tác giả là Hiếu tên là gì nhỉ? Thầy đánh vui cho vui thôi, gì? Gì? Nguyễn Trung Đức à? Trung Đức. Đó. Thế thôi, thế là sao? Ủa, đẹp tuyệt vời. Đúng không? Ta chọn căn cùng cái này. Chọn online cho nó nhé. Ta lại chọn là chọn. Thế xong bây giờ nó xịt sang bên này thì ta nhấp cả hai ta ấn này. Đấy, kệ nó. Đúng không? Vẫn trung đất vào giữa. Cho này đi xuống đây một tí cho khỏi sát bên cạnh trên. Nhìn cân đối là được, đúng không? Đấy. Bây giờ còn phần ở giữa này thôi. Giữa ta làm một cái cũng màu như vậy, màu gáy như vậy. Hoặc là ta chỉ cho một màu gáy màu trắng thôi. Tùy nếu mà trùng màu cũng được. Rồi bây giờ ta kéo nó về đây. Để cái khung đấy để ta làm cái, để ta làm cái khung để ta làm rồi, đúng không? Đấy, ta có thể cho màu ở màu đi cũng được, đôi khi thế được. Đó. Ta kéo này cao lên, đúng không?
người ta mới làm các việc khác. Nghe cũng đẹp phết rồi nhờ chị nhờ, đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ sang bên này, ta ghi về thông tin của nó nhé. Ta ghi là là 120.000 đồng, đúng không? Ví dụ thế, mình ghi thế, xong mình cho nhỏ lại nhé. Rồi trên này ghi thông tin của tác giả nữa. Đó, đây bên này mình ghi thêm một cái nữa. Sang bên đây. Rồi, sang bên này mình ghi là, ghi một cái là địa chỉ vân vân. Ví dụ như này, liên hệ vân vân. Thế còn cái phần giữa này thì chúng ta muốn ghi nhà xuất bản nghệ thuật chẳng hạn, thì ta nhấp một cái sang bên đây nhá. Xong rồi bây giờ ta quay nó, ta quay nó để ta đánh chữ, đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ quay sau, ta ghi là ta phải cho màu trắng luôn nhé, màu trắng luôn. Đó, xong rồi cho nó thấp xuống một chút. Rồi đẩy xuống đây. Cái quay rất là dễ, ví dụ ta quay là bao nhiêu độ thì ta chọn vào lúc này. Hoặc là chúng ta chọn cái này, ta chọn transform cũng được, tất cả quay ở trong transform nhé. Ta quay là âm 90 độ để cho nó, đó, âm 90 độ là nó sẽ chỉnh về đây thôi. Đó, rồi cho nó lên trên, cần chôn ship móc vuông lớn, nó lên trên, đúng không? Đó, bây giờ ta căn giữa của nó với cái hình giữa thôi. Đây, và cái giữa này ta chọn nút đây nhá, chọn nút đây nó mới giữa được với nhau. Rồi ta chọn tiếp cả cái này nữa, vertical nữa. Đấy, rồi bây giờ muốn nó dài ra một chút thì mấy cái này chúng ta điều chỉnh kéo nó rộng ra thôi. Đó, thì không khó gì cả, nhưng mà như thế cũng đẹp, chữ kéo ra qua nó sâu. Rồi việc tiếp theo bây giờ là ta đi chọn làm ốc mò và ốc xén để ta nối cái nền ra. Cái này chúng ta cho xuống một chút. Đó, cứ kệ đó nhé, không có vấn đề gì. Cái này là phải là 100 bao nhiêu rồi. Rồi ta kéo lên trên nào. Đó, thì khung nó trùng với khung kia, nó hơi chảo. Rồi chỗ này nữa. Dạ. Vâng. Ai ta kéo thêm lên. Rồi. Trên này chúng ta cho xuống cái khung này một chút. Đó, cái khung mà ban đầu ta làm ấy, để cho nó. Cho nó sát vào. Rồi bây giờ ta làm ốc xén và ốc mò. Được chưa chị ơi? Có đẹp không? Vâng, ví dụ thế đấy. Rồi bây giờ ta bắt đầu đặt ốc xén ốc mò là xong cái bìa mang xuống in đúng không? Rồi bây giờ ta làm ốc xén nhá, chọn được cái này thôi. Xong rồi ta chọn màu đen. Màu đen thì chúng ta mở cái này ra, chúng ta chọn màu màu đây, background đây, màu đen này, hoặc là chúng ta chọn là màu này được, màu nhưng mà ốc xén thì cần là màu đen thôi nhá, chú ý là màu black nhá, màu ca đấy. Còn ốc màu thì ta sẽ làm sau, ta làm ốc xén trước đã. Bây giờ ta chọn preview, ta xem là outline đấy, outline đây nhá.
sao lại đây, ta nhìn lại này. Đây cái khung ở trong mới là khung chính, là đây ta nhấp vào đây. Đây ta chọn object, ta chọn on lock on đi để ta nhìn nhá, ta xem cái nào chính xác là 19 đây. À cái này mới là cái chính xác. Vậy thì cái hình bên ngoài phải kéo nó tha sát vào bên trong. Ta kiểm tra bằng cách như vậy. Tức cái khung mà lúc nãy mà ta tạo ban đầu đấy, cho nó sát vào để xén nó chuẩn. Rồi. Vì nó là kích thước ta đo rồi. Ta thử vào trong đấy ta nhìn thấy. Rồi dưới đây này, xem bên này nó có bị ra không. Đây. Đó. Cái hình này mới chính là hình ta cần nhìn thấy này. Đúng rồi, 145. Vậy thì cái hình này là hình nó tràn ra đã. Kéo xuống đây. Đó. Còn hình này ta kéo nó vào đây. Cứ kéo nó xuống. Còn bên này ta cho nở ra này. Nó bằng sát vào bên trong. Ta nhìn ta đo vào cái nào, và ta đo cái này transform này, cái này không đúng đúng không, chỉ có đúng ở cái trong đây đó là transform, ta nhấp vào đúng rồi. Vậy thì hình này tất cả các hình kia đều khớp lên trên đó. Kéo cái chân nó sát vào thế là nó sẽ. Đây cũng thế đúng không? Kéo góc này. Cần chốt không? Khi mà các hình sát nhau rồi thì bắt đầu chúng ta mới lại chọn cái này lại. View. Đó. Rồi giờ ta đặt ốc nhá. Ốc đợt này là chính xác này, màu đen này, color đây này, chọn color đây, swatch đây, chọn xuống, cho cái bảng kia nó hợp ra, đó, cho màu đen nhá. Bây giờ cho cái con này đến đây, giữ shift nhá, cần dọc ốc dọc như này, ấn ESC để thoát cái này. Đó, ta vẽ xong cái là ấn luôn thoát ra. Đấy, bây giờ ta sẽ cho sợi tóc này nhỏ. Đó, ta cho 0.1 một chút. Đó, ví dụ máy nó có ốc rồi thì thôi, còn mình làm bìa thì mình vẫn phải đặt vào đây. Đặt nhá, đặt cái này sang đây. Đó, thế xong rồi lấy cái này chọn một cái này, chọn nút bên trái. Đấy, sang thẳng đúng chưa. Rồi ta để xa một chút nhé, không nên để cạnh vì còn lúc xén nó còn, ví dụ nó xén nó còn thế này. Chọn tiếp cái này sang bên này một cái nữa, chọn transform, cứ chọn transform quay 90 độ. Đấy, 90 độ. Ta để xuống dưới này. Chọn cái này và chọn cái đây. Ấn cái bằng đỉnh, bằng top của ban đầu lên đây. Đấy. Thế là ta được đầu bên này, đúng không? Rồi, đây là cái ốc xén thứ nhất. Rồi, bây giờ ta sẽ copy cái ốc xén này ra cái gáy để người ta còn biết người ta gấp. Đó, chọn này. Giữ phim man kéo shift ra, đấy được một cái nữa. Rồi, tiếp tục giữ phim man kéo shift ra để được một cái nữa. Rồi, bây giờ ta mới căng cho nó thẳng lên. Đấy là quy trình làm cái bìa như vậy. Phải làm chính xác. Đó. Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho ốc sang bên này. Và chú ý này, chú ý nhá, cái viền màu đen này chúng ta nhấp vào đây, nhấp cái này hình vào đây. Chúng ta chọn viền màu đen thì chúng ta cho không màu thì nó mất cái màu đen đi. Đấy, thế là bên này tương tự cái này thì chọn vào không màu nhá. Đưa cái hình này nổi lên thì nó là chốc, mà chốc là viền, ta cho lấy không màu. Chọn tiếp cái này, ta cho không màu. Đấy. Còn cái hình đây, hình đen đây, một cái hình đen nằm phía dưới nữa, nát chúng ta bỏ đi. À, hình đen phía dưới nhé, đen phía dưới là cái hình khung ban đầu đấy. Phóng to lên ta chọn đây. View online sẽ là hình đen nào. Thôi tôi chọn này đi ạ. View chọn tất cả cho màu chốc bằng không rồi. Rồi ta chọn thế này nhé. Đấy, chúng ta chốc chốc nhé. Chốc này bằng không, chốc này bằng không, dịch ra một tí. À, đây. Xóa này đi. Đó. Kệ nó. Rồi giờ ta sang tiếp tục bên này. Ốc này nhá, kéo sang đây giữ phim ma này, thêm một cái nữa. Để cái này ra nhá. Đấy, xong chọn cuối cùng cái này. Cái này này, chọn cái này này, chọn bên bằng bên phải, đấy, sang bên phải, rồi thẳng hàng rồi. Bây giờ ta lại cho một cái copy cái nữa này, vì không phải vẽ lại nữa, chọn transform, quay góc 90 độ, đấy. Đưa xuống dưới, cho xa ra một chút, chọn cái này rồi và chọn cái này. Ta cho bằng đỉnh nhau top đó, lên trên. Rồi bây giờ chúng ta đã xong cái bộ phía trên. Bây giờ bỏ cái đường kẻ này đi, xóa nó đi, ấn phím delete là xóa đi, chọn ấn phím delete. Bây giờ ta chọn các ốc phía trên cho nó sát vào nhá, đừng xuống dưới mà bắt vào kia. Rồi cần chôn g, rồi cần chôn g để nhóm nó vào, xong ta di chuyển nó xuống phía dưới. Copy thêm một cái xuống dưới, à, copy lên trên kìa. Đấy, đẩy lên trên nhé. Xuống đẩy lên trên giữ phim ma này thêm một cái nữa. Đấy, thêm một bộ nữa, ta kéo xuống dưới, chẳng qua là di chuyển thôi mà, di chuyển xuống dưới màn hình lại không trôi theo. Rồi đặt tạm đây, đẩy nó lên.
đi này được. Thiếu dịch cách là đấy, phóng to lên, chỉ cần đưa cái này sát đầu này là bên kia thẳng hàng thôi. Lại to cái mép mình vào đây, thế mà gần xít gần đúng nó. Ôi giời, phóng to lên ta đưa nó dễ, nhỏ quá nó không bắt được rồi. Đấy, xóa nó cái này đi. Rồi bây giờ ta chỉ cần làm cái ốc nữa thôi. Ta lấy trên và ta phá vỡ cái này đi. Ta lại chọn này, chọn vào đây, đẩy lên một chút. Đấy, xong rồi ăn group ra vì đang nhóm cùng với bốn cái kia. Đấy, xong rồi bây giờ ta nhấc cái này ra, ta phóng to lên, ta làm cho dễ, làm nhân ra một cái nữa. Trang form ta chọn 90 độ, quay ngang. Đó, chọn cái này cùng cái này, nhớ là phải chọn lùi xuống dưới nhé, vì cái mình muốn căn theo cái gì thì cái này nó phải hụt theo phía dưới, tương tự trên thì lại phải thấp hơn cái đỉnh, bên trái thì phải lùi sang bên phải để không có là nó theo cái ốc mà không được. Ta chọn này, chọn tiếp vào đây. Đó, khớp rồi, tương tự bên này có nốt bên này nữa. Hai cái này được rồi. Đó, cái này đang nhân thêm một cái nữa, giữ transform đã ấn 90 độ rồi, ta đẩy lên trên để ta đưa xuống dưới căn cho dễ. Đẩy lên thẳng nhá, chọn nó này, chọn đây này, chọn bốt tầm cái nút này đấy, cứ so cái hình của nó là được. Xong rồi việc bây giờ là chúng ta nới nền. Đó, ví dụ bây giờ nới cái nền để tràn nền sang các phía. Bây giờ ta nhấp vào đây, chọn transform 140 à 45, chiều cao là 90, còn này là xấp xỉ ta không tính. Thì chúng ta sẽ chốt ở bên để nới lên trên và dưới nhá, thì ta để con chốt ở giữa, ta chốt vào đây đi. Đó, rồi bây giờ 190, bây giờ mỗi bên 3 là thành 196 đúng không? Rồi ta thêm con này vào để cho nó cùng cùng lên trên cùng, à không, nhấp nó ra 196, ta đánh là 196 196 mini. Đấy, ngon hành thành đào rồi, đúng không? Rồi bây giờ xuống sang bên cạnh, sang bên cạnh bên này thì chúng ta giữ đây rồi, ta thêm cái chiều này, thêm 3, 1, 4, 5, thêm 3 là 1, 4, 8, đúng chị nhỉ? 1, 4, 8 mm. Đó, tương tự cái này thì chỉ cần ở giữa thôi, cái này chọn nút ở giữa đấy, cái khâu này rất quan trọng, 1, 9, 6 đấy, thì nó lên trên đấy, và xuống dưới là đủ đấy, cả dịch ra trên và dưới. Tương tự con bên này, con bên này thì cái bìa bên này ta lại phải chốt ở bên phía bên tay phải, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh là 145, thì bây giờ chúng ta sang bên tay phải là 14 mấy chị nhỉ, 148 mm. Đó, sang bên phải rồi. Rồi tiếp theo này lên trên là 19 mấy, 196 là ở giữa rồi, thôi không sao, cứ thế mà đánh thôi, 196 mm. Đó, xong. Bây giờ chúng ta sẽ nới xong rồi, đúng không? Đây, nới xong rồi đây, đường xén theo cái này bụp vào luôn. Đó, bây giờ ta đặt ốc màu, làm con ốc màu mới cho vui, đúng không? Rồi ốc màu thì chúng ta làm đây. Rồi, giữ ship cho tròn cái ốc. Ok, chọn màu đen. Màu đen lúc này chúng ta chú ý nhé, màu đen này là màu đen đây cơ. Màu đen là màu cái ốc này, hình cái ốc này nhá.
để nó còn xuất hiện bốn màu ở trong bảng, in ra nó đều phải xuất hiện trên các bảng. Đấy thì là màu ở đây nó có cái màu hình cái ốc. Đấy, tôi chọn đây, chọn bên trong ốc nó xén thì một thôi chị ạ, màu đen. Khi mà in ra bìa màu đen thì chị xén nó chính xác hơn, bốn màu sợ lẫn lệch. Thì không biết theo là cái nào, chỉ có CMYK là chúng ta để màu màu đăng ký. Đây cái màu tên là registration nhé, nghĩa là màu đăng ký, ta chọn bên trong là phim. Đấy, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó là nhỏ đi. Đấy. Bây giờ ta cho một cái hình thầy xuống. Rồi giữ ship cho dài ra một chút nhé. Đấy. Xong. Rồi nó cũng bằng nhau kia, copy ra cái này ra làm đôi. Rồi bây giờ hạ cái này quay 90 độ. Ta làm được mà, đấy cứ đi. Kéo ra là 90 độ là xong. Rồi. Bây giờ ta cho cả bốn cái này, ba cái này nó bằng nhau. Giữa này. Đấy. Ngon lành kiểu nào. Bây giờ chúng ta cho nó nhỏ thêm một chút. Cứ chọn cả bốn, chọn nút giữa đây là bằng nhau về về tâm. Đấy, bài học hôm nay là bài rất là hay và tổng hợp nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phóng to lên để di chuyển nó dễ. Màn hình của thầy nó lên mấy chiếu nó thế đấy. Ta phải chọn cái này, tham chiếu lại cái này. Rồi bây giờ ta đánh chữ bên cạnh CMYK, cho chữ nó thẳng lên tí, chọn nó. Chọn nào được, kể cả phông Unicode. Ta đặt nó vào cạnh nhé, phóng to lên. Rồi, chú ý này, màu C này chọn ký tự C. Chọn màu C thì trong bảng đây nó là màu này. Đấy. Màu mờ trong bảng đây thì nó là màu đây, mờ 100% nhá, magenta đấy. Màu y là y color 100% đây. Màu k, k chúng ta không chọn nút này nhá, nút này nó lại thành bốn màu, ta phải chọn riêng cái nút này là nút đen, còn nút này là bốn màu. Đấy. Rồi sau khi xong rồi thì ta sẽ cho cái này to lên một chút nữa, nhóm cả hai cái này nó vào với nhau tạo thành một cái, rồi cho to lên bằng hàng. Wax gì đó đúng không? Cần Ctrl G nhóm lại, thu nhỏ lại. Đấy, lúc này ta đặt cạnh trên được một phát. Copy giữ ship và an thêm cái nữa, hai phát. Đó. Thế cho cái này vào đây nữa, copy xuống dưới đặt vào đây cái nữa, ba phát. Thế là chúng ta đã kết thúc trình bày một bìa hoàn thiện hoàn chỉnh gồm góc ốc xén và ốc màu. Đẹp không chị? Nó phải chuẩn như thế, nó mới độ chính xác, nó mới cao được. Còn nếu mà ta làm cứ lung tung, cuối cùng ta đi sửa, nó rất là khổ. Vâng.
Đấy, từ làm ốc màu này, làm ốc xén này là phải thiết kế xong ta mới phải đặt đúng, ta mới nới ra, chứ ta không được nới trước khi phải đặt ốc xén. Như thế nó sẽ bị sai. Đứt ngủ à? Mắt nịt dim đấy kia. Bài này được không chị? Rồi, tổng hợp nghệ thuật đấy nhá. Bây giờ khi copy luôn, ta thực hành luôn. Thế còn tùy ta nghĩ ra cái tác phẩm. À, bây giờ nó chỉ thế thôi. Được không em Huế? Huế hiểu chưa? Ờ, còn chỗ này. Thôi ta cứ nới cái nền ảnh này ra để xén thẳng xuống. Đấy, bây giờ thầy đã làm xong bài này rồi. Bài này coi như là bài tổng hợp rất là nhiều nhé. Bài làm bìa. Xong, bây giờ ta sẽ, chị thấy là thiết kế bìa trên chương trình này đẹp đúng không chị? Đấy, ví dụ như thế. Xong. Rồi bây giờ phim kết thúc phim để anh em ta học.